làm món rất là đặc biệt đến từ vị trí của em. Em sẽ làm món đó là gà hấp bia nướng đu đủ gói với bẹt. Ôi làm gì mà quằn ngoèo dài thòn với bà, giống như cuộc tình của tôi với bà vậy bà. Ồ, thì em làm theo cuộc tình của mình đó. Thôi bây giờ hãy mình làm đi ha. Con gà này thật là bảo tốt rồi, gà dòng. Rồi chứ chị, em móc xong rồi nè. Nhét vô đi. Rồi, nãy giờ massage nó thấm đẫm gia vị hết trơn rồi nè. À, để cái này trước đi. Không biết dừa không nữa. Chắc dừa. Không dừa cũng phải dừa. Dừa như chưa. Đó, dừa mà. Còn miếng nữa thôi. Xích xích như nữa luôn. Chàng ép nó vô. Ép nó vô. Bẻ cá luôn. chín nha. Chắc chín rồi chị, dít thử đi. Nãy có mở nắp thử rồi mà chưa chín, giờ để con chín chưa. Nãy dở đó mà nó chưa chín. Dở nó còn trắng tươi vậy. Chứ nó chín rồi nó. Để chị dẹt than ra cái. Thôi mất gì ơi. Không còn đi nữa. Y nóng nha, than nóng nha. Đây chị dít này đẹp. Là nhịn luôn đó. Nãy giờ đợi nó đói bụng lắm rồi. Thơm quá. Chín rồi, chín rồi. Chín rồi. Cho miếng nè. Ngon. Ngon quá. Cái món này làm tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Nó bụng. Mười. Mời nha, mời nha. Còn hả? Vậy đó hả? Mưa luôn rồi.